chiếc đồng hồ Hampton kiểu dáng Khải Hoàn Môn, rất là đẹp. Những cái đường nét này cực kỳ là tinh xảo. Cái bốn góc của mặt đồng hồ được cẩn bốn cái hoa văn đồng, đồng hết, bốn con đồng. Cái này nó có cái chức năng là ngắt chuông đêm. À, ban đêm nếu không thấy chuông thì gạt nó xuống. À, gạt nó xuống là nó hết chuông. Muốn chuông thì lại gạt lên, rất là tiện lợi. Nên là ban đêm thì sẽ có những cái người những cái bác nghiện đồng hồ thì không nói, nhưng mà có những cái người khó ngủ nên ngắt chuông để tôn trọng giấc ngủ người khác. Chân nó làm theo cái kiểu chân sập rất là đẹp. Chiếc này mà bày ở trên một cái kệ, bác nào xây nhà đẹp rồi mà chắc là không thể thiếu một cái đồng hồ đẳng cấp như vậy được. Kiểu dáng Khải Hoàn Môn nhé, như cái kiểu cổng Khải Hoàn Môn ở bên Pháp ấy. Tem mạ vàng, giá thì cũng hợp lý thôi chứ không đắt đâu, không đắt lắm lắm đâu. Nói chung là giá giao lưu nên là các bác xem xong mà cảm thấy kết là cứ gọi điện cho em. Các bác xin gọi đến số 0911 000689 để giao lưu. Hoặc là Zalo cũng cái số đấy luôn. Này, bồn rốt. Máy móc của nó thì còn rất là đẹp. Máy sáng choang. Chạy 5 côn đồng, 5 côn, 5, 5 gông, 5 búa. Tất cả bằng đồng hết. Cái hiệu Hampton này thì là một cái hiệu đồng hồ nổi tiếng, thương hiệu nổi tiếng của Đức rồi. Đấy, rất là đẹp. Chiều cao này, chiều cao của nó là hơn 40 phân. Chiều cao nó rơi vào tầm 4-5 phân là lên đến cái đỉnh này. Thế còn chiều ngang của nó là 2, nó tầm khoảng 30 phân. Chiều ngang 30 phân. Chiều cao 4-5 phân. Nên là cái kích thước của nó cũng rất là hoành tráng. Mà xin lưu ý các bác là giá cũng hợp lý thôi chứ giá không cao đâu, giá không đắt đâu. Đấy, bác nào thích thì điện thoại cho em nhé. Rồi, xin chào các bác.